Thưa quý vị và các bạn, trong lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk diễn ra tối qua 22 tháng 11, sau chương trình nghệ thuật màn pháo hoa kéo dài 15 phút đã khiến tất cả người dân và du khách trầm trồ, làm cho không khí trở nên rộn ràng, phấn khởi. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, xuất hiện những cơn mưa, nhưng đường phố Buôn Ma Thuột vẫn đông đúc nhộn nhịp, hàng chục ngàn người dân đổ về quảng trường 10 tháng 3 và các tuyến đường lân cận để chứng kiến lễ kỷ niệm chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Ở đây mong muốn nhất là để cắm pháo hoa, để đón để cái lễ hội và chào đón 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk và 80 năm đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thành lập. Thứ nhất là mình cũng mong cho tất cả mọi người được bình an và hạnh phúc. Kết thúc chương trình nghệ thuật chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, những loạt pháo hoa lung linh huyền ảo đã thắp sáng bầu trời thành phố Buôn Ma Thuột. Mà trình diễn pháo hoa như những đóa hoa đua sắc mang đến không khí ấm áp tươi vui, tất cả mọi người đều cảm thấy vui tươi phấn chấn. Em hòa chung không khí với mọi người thì em cảm thấy là háo hức và được chứng kiến một màn pháo hoa rất là tuyệt vời và mong là tỉnh nhà sẽ càng ngày càng phát triển ạ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa. Để lễ hội diễn ra thành công, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh trực 100% quân số, triển khai đồng bộ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông,